Mời các bạn tới ăn hủ tiếu Mỹ Tho, tiệm mới nhất ở Atlanta, mới mở có 2 tuần thôi. Ở đây nổi tiếng là mì 7 tô hả? Là 7 gia vị khác nhau, 7 mùi vị khác nhau. Thì các bạn hãy vô và ăn thử với Nhi nha. Chào mọi người, Nhi đang ở hủ tiếu Mỹ Tho Atlanta. Ở đây rất là nổi tiếng cái món nào ta? 7 tô bây giờ đang tới. Trời, cái tô cũng khá bự đó, cái này chắc ăn cũng có 3 người á. Nhi kêu một ly đá me rất là ngon. Đậu phộng hình như là rang tươi luôn hay sao, thơm lắm. Chua chua ngọt ngọt, ngon. Ok, bây giờ đây là 7 tô đây. Thì tô đầu tiên là mì bò viên hả? Là cái tô này. Nó rất là nhỏ. Nó nhỏ lắm. Nó vừa. Nhi thì ăn chắc 3 tô là xong rồi đó. Mì sườn là cái cục. Ôi trời, giống như cục siêu quắc bự cho bá luôn nè. Còn đây là mì hải sản. Rồi mì trứng cút. Xá xíu hả? Thì xá xíu thì Nhi nghĩ là không phải, không có cái xá xíu, chỉ có thịt bò bằm, thịt heo bằm thôi, với trứng cút chiên ngay đây, với mì bò rau nấm hả? Ok, mì bò rau nấm, mì bò rau nấm, mì xá xíu thịt bằm hả? Nào xá xíu thịt bằm. Ồ, còn đây là mì xá xíu thịt bằm. Xá xíu thịt bằm. Còn này là, ủa này là chắc mì tóp mỡ chứ hả? Còn cái này có con chim cút hả? Ồ, lộn rồi nha các bạn, cái này là mì cút xá xíu. Sorry, có con cút nữa, nửa phần con cút nè. Bây giờ Nhi sẽ thử cái tô có cái gì đó. Cái trứng cút chiên với thịt bằm trong đây, với tóp mỡ. Mì hả? Giống như mì gói á. Loại mấy trong đây là loại mì khác nhau á. Có 2 loại mì. Thơm quá hả? Thơm, dạ. Thơm ngon, không mặn, không ngọt. Vừa. Tiệm này mở hình như được 1 tháng chưa ta? Rất tô. The grand open I think October. Được đưa nhân 2 tuần rồi. Tiệm này mở được 2 tuần rồi. Mà Nhi bận quá, Nhi không có thời gian đi ăn. Ok. Rồi. This one. Ngon nha. This one. Bây giờ Nhi sẽ thử cái tô có con chim cút. Chim cút quay. Cái nước lèo nó ngộ quá hả? Chim cút ngon. Mùi rất là đậm đà. Nhưng mà cái này thì chắc tại lì tô nhỏ quá, không có đủ đồ trong đây thì cái nước chút xíu mặn. Chút xíu thôi. Nó bỏ thêm mì với giá là ok rồi đó. Mà tại tô này giống như tô sample vậy đó. Ngon hết chứ không ngon không? Đậm đà. Ok, bây giờ Nhi sẽ tách cái cục này ra. Cục siêu quách hả? Sườn bò. Sườn bò, bò hay heo? Heo. Sườn heo. Banh nó ra. Cục này cũng khá bự các bạn. Ok, nó chỉ là phần nữa thôi. Oh, mình ăn thử. Thử nha. Đây, thằng nhóc kén ăn nhất quả đất. Mà nó ăn là biết ngon cỡ nào rồi đó. Ok. Ngốn quá vậy con.
nhau cái nước này. Thì cái tô nào cái nước này ngon hơn là hai nước này. So cái nước bạn như nói cái nước cái tô mà nước của con chim cút á nó ngon hơn là cái tô hải sản với lại cái tô bò nấm rau. Để Như thử cái nước chút xíu nha. Mùi vị thì giống như tô mì bình thường ha. Ngon chứ không phải không ngon, nhưng mà cái mùi vị thì bình thường. Còn cái mùi vị của cái tô mà còn chim cút á, thì nó đậm đà hơn. Nên mình recommend là nên thử cái tô có con chim cút á. Ngon. Làm mì khô ở đây ngon nữa. Bây giờ Như thử tô bò viên nha. Vừa, Như thích nhạt nhạt. Tóc mỡ ở đây là tô nào cũng có tóc mỡ hết. Như rất là thích tóc mỡ. Ngon quá. Mì dai ngon quá. Như nghĩ ở đây bò viên họ tự làm nha. Lý do tại vì cái cục nó không có đủ tròn. Không ngon bằng màu quệ. Nhưng mà dai, hơi lạc chút xíu. Ok, Như gọi thêm một chén hoành thánh để thử cái cục hoành thánh ở đây nó làm sao. Tôm tươi dai, thịt heo thơm, có tiêu trong đây làm ngon. Cũng được đấy. Cái hoành thánh Việt Nam mình nó hoàn toàn khác cái hoành thánh con tàu. Cái mùi vị nó khác nhau hoàn toàn. Nóng. Cũng được. Không có xuất sắc lắm. Bây giờ hiện tại là Như rất là thích cái mì khô nè. Cái mì chim cút. Còn hiện tại là Nhi thích mì khô hả? Hai cái tô mì khô, mì khô nó có mì khô đây ngon. Với lại cái mì với lại con chim cút là cái vị nó khác mấy cái tô kia. Mấy cái tô kia thì tất nhiên các bạn đi ăn hàng nào thì cũng biết là cái mùi vị của hủ tiếu hay là mì phải không? Còn cái chim cút nó rất đặc biệt. Cái con cút đó, nó rất là đậm đà luôn. Nó không có mặn, ngon. Thì 7 tô phù hợp cho 3 người con gái ăn. Đúng vậy hả? 3 người con gái ăn. Còn nếu mà ai người con gái mà xen kẽ thêm một người đàn ông thì nó chỉ lưng chừng thôi. Chỉ lưng chừng thôi. Tại vì người đàn ông đó ăn nhiều quá, hao quá. Như lại rất là thích ăn đồ chay mà ở đây có hủ tiếu chay nữa. Okay. Ở đây xong chưa? Ở đây 7 tô nhỏ là 18.99. Thì cái đó phù hợp cho 3 bạn nữ. Còn nếu mà 2 bạn nữ thêm 1 bạn nam thì nên gọi thêm 1 tô nhỏ nào đó thì sẽ vừa. Và đây là tô hủ tiếu dai thập cẩm. Trời ơi, nhìn tiện từ tô này qua tô này thấy nó bự dễ sợ. Nó đi chung với cái xíu quách nữa. Trời ơi, hủ tiếu Mỹ Tho đặc biệt. Bạn mới nhắc. Ăn thử nha. Go. Ok, bây giờ đảo lên nha. Ở trong này nó có nước sốt nè các bạn. Cái này phải cắt ra sao bỏ ăn bên. Hấp dẫn quá. Có gan. Thơm. Hôm nay là có trứng cút, tim, gan,
fake crab, shrimp, tôm, đồ, thịt bằm, đồ với kén xí quách có hấp dẫn rồi với 10 đồng 99 tô này, còn 7 tô kia là 18 đồng 99. Quá rẻ các bạn ơi, để nhìn thử nha. Ok, bây giờ thì cho các bạn coi cái hôm nay Nhi order gì. Thì 2 ly đá me, 1 ly đá me thì cỡ 4. 1 ly đá me là 5 đồng. Còn cái mì 7 tô là 19 đồng. 19 đồng nhưng mà đừng có quên là có thể ăn tới 3 người mà con gái nha. Con trai vô hai đứa, hai người con gái với một người con trai thì ăn cũng ok đó. Và Nhi gọi thêm một chén hoành thánh là 5 đồng và một tô hủ tiếu Mỹ Tho đặc biệt là 12 đồng. Thì cái nào sẽ lợi hơn? Mì 7 tô đúng không? Và tổng cộng của Nhi ăn hôm nay 45 đồng 95 cộng thuế nữa là 50 đồng.